Vâng, em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Thì tiếp tục trong buổi sáng ngày hôm nay em sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn một mẫu xe mới về cửa hàng của mình. Anh em nào quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, em tên là Tuấn Anh ở Hải Phòng. Địa chỉ của em là số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Vâng, em là một trong những nhân viên bán hàng cũng như là quản lý xe cộ của ô tô cũ Hải Phòng. Có địa chỉ tại số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Thì hôm nay em lại tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn một mẫu xe đấy ạ. Đó là một chiếc Toyota Vios. Chiếc này thì có năm sản xuất 2013, bản E xịn chứ anh em nhé. Chiếc xe này hiện tại là màu bạc, đem biển Hà Nội, tư nhân chính chủ lữ sử dụng. Chiếc xe này thì là không qua taxi dịch vụ anh em nhé. Đây là một chiếc xe tư nhân từ đầu, không taxi dịch vụ anh em ạ. Đấy, không khoan đục. Đấy, với giá tiền chiếc xe này thì anh em đang bán là 338 triệu đồng cho quý vị và các bạn. Chiếc xe này thì nếu như là hỗ trợ trả góp thì bên em có thể làm được từ 50% giá trị của chiếc xe, vì nó cũng là 7 năm rồi. Đây là một mẫu xe mà lồi đồng cuối đá quý vị và các bạn nhé. Toyota Vios. Chiếc xe này thì là biển Hà Nội anh em nhé, tư nhân nhé, không taxi dịch vụ, 338 triệu đồng. Bây giờ chúng ta sẽ đi tổng quan tổng thành tất tần tật về những gì chiếc xe này đã có. Đầu tiên anh em nhìn thấy chiếc xe này là cái biển cũng rất là đẹp, biển 30 04439. Đấy, biển Hà Nội, biển thần tài luôn. Thứ hai là chiếc xe này là đời 2013 thì đã được lên form. Đấy, không phải là lên form mà đã là la răng thâm, đèn chì. Đấy là nguyên bản theo xe. Còn đâu anh em nào mà đi xem đời 2013, kể cả từ cuối 2012 lên 2013 mà không có la da thâm, không có đèn chì, chiếc xe đấy sẽ là mất form, không phải là mất form mà đã bị đổi. Đấy, thì anh em cần phải xem kỹ lại. Vâng, form mới, đèn chì anh em nhé. Thứ hai, chiếc xe này là trang bị 4 bánh la răng đúc nguyên bản theo xe, la răng thâm luôn anh em nhé. 4 lốp của chiếc xe thì còn tương đối là mới anh em này, rơi vào tầm 80% cho đến ba bô lê cô lốp của chiếc xe, không có vấn đề gì mục mọt. Bản E xịn này thì trang bị 4 bánh đa răng đúc và nguyên bản theo xe và ABS 4 bánh anh em nhé. 4 lốp của chiếc xe anh em thấy đây, không có vấn đề gì mục mọt này, cam kết cho quý vị bạn luôn này. Chiếc xe này là gốc Hà Nội, biển Hà Nội, nên là anh em là khu vực thành phố hay là khu vực Sài Gòn thì có thể mua chiếc xe này về để vào biển thì rất là ok, không mất 20 triệu tiền biển nữa. Vì bình thường một chiếc xe tỉnh lẻ vào thành phố thì sẽ mất phí rất là cao. Anh em mình thấy từ cái chỉ ba bô lê cua lốp của chiếc xe này. Đấy, còn nguyên bản luôn này. Bốn lốp của chiếc xe rất ok. Đấy, phanh đĩa của chiếc xe rất là đẹp, không có vấn đề gì mục mọt ở đây anh em nhé. Chiếc xe này thì hiện tại là còn đăng kiểm cho đến tháng 1 năm 2021, rất là dài. Và được trang bị xi nhan trên gương, gương cụp xe, vâng, rất đầy đủ. Vâng, nếu quý vị các bạn bỏ ra là tầm tiền là trên 300 triệu đồng thì có thể là mua được rất nhiều xe, rất 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 nhiều xe đẹp chứ không phải là xe xấu luôn. Nhưng mà tại sao cái dòng Vios này thì lại được vẫn được ưa chuộng nhất trên thị trường, kể cả xe cũ hay là xe mới. Xe mới bây giờ thì riêng dòng Toyota Vios này là đang có chương trình giảm giá siêu khuyến mại rất là nhiều. Nhưng tại sao những chiếc xe cũ mà bây giờ nó chỉ giảm rất là ít thôi, trong năm có thể những chiếc xe như này có thể bán bằng 350, nên ra đầu riêng thì chỉ giảm còn có 338, giảm hơn chục triệu thôi. Vì nó theo khấu hao của từng năm, đã là xe cũ thì lại còn giảm nhiều nữa thì người dân lao động và mua xe thì rất là đấy. Nội thất là nội thất bằng da anh em nhé, trần nỉ nguyên bản. Đây là tắp lô của chiếc xe này, đây là phần tắp ly của chiếc xe, cánh trước, bên phụ, keo chỉ zin luôn anh em nhé, không mất một phần keo chỉ nào. Cam kết cho quý vị bạn và quý anh chị là chiếc xe này cam kết là không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước bằng văn bản luôn anh em nhé. Đấy, anh em thấy đây, rất là ok cho quý vị bạn đúng không ạ. Đấy.
tắp đi tắp lô của chiếc xe rất là sạch sẽ này. Chúng ta đang kiểm tra phần cánh sau bên phụ. Vâng, đây không có vấn đề gì mục mọt đây anh em đây. Do lâu ngày đây anh em không vệ sinh đây. Rất là ok cho quý vị bạn luôn. Đinh bấm dàn dàn cục kèo của chiếc xe đây anh em thấy đây. Hàng ghế thứ hai cũng bộ nội thất da này anh em thấy đây. Sàn xiếc của chiếc xe rất là sạch sẽ nhé. Anh em nhìn thấy cái form xe, đèn xe của chiếc xe này cũng rất là ok đúng không ạ? Chúng ta sẽ kiểm tra cái phần gầm một chút này. Gầm mẹ của chiếc xe anh em thấy đây. Không có vấn đề gì mục mọt nhé. Chúng ta đang kiểm tra cái phần cánh sau bên lái. Vâng, rất là đẹp. Alo ạ. Màu vàng cát đây anh. Anh đi đâu rồi nhỉ? À thế à? Thế em đang ở cửa hàng đây, anh về, anh vào cửa hàng đi xong em về rồi. Đấy. Tiếp theo sẽ là phần cánh lái này. Anh Thịnh có ở đây không anh nhỉ? Ờ, có khách vay ớt xem con 17 đấy, đang ở số 27 đấy, bảo anh Thịnh đón được em đấy. Anh đi xem trả góp mà. Ở số 27 đấy, đang đứng ở số 27 đến nơi em ơi. Bảo anh Thịnh lên tiếp. Ờ, số trả góp ấy, nó làm trả góp, khách làm trả góp. Ừ. Chắc thế. Ừ, Hải Phòng đây đấy. Táp lô táp ly của chiếc xe rất là ok này. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái phần khoang cốp nhé. Cốp xe một chút này cho quý vị bạn xem toàn bộ tất tần tật về chi tiết của chiếc xe này. Thì vừa rồi mình cũng nghe điện thoại nên là cũng hơi thất lễ với quý vị bạn chút ạ. Vâng. Vừa làm vừa nghe điện thoại. Công việc của nó vậy. Đây là keo chỉ này, lắp cabo đây. Kích kiếc lốp dự phòng của chiếc xe nha anh em nhé. Đây. Kích kiếc của lốp dự phòng của chiếc xe này. Đấy, anh em thấy đây. Rất là ok. La răng thâm. Đồ đạc của chiếc xe này anh em thấy đây. Đấy, anh em thấy đây. Thế rồi là rửa cái tấm thảm này. Đấy, cho xuống là nước lắp cabo này anh em này. Dìn hết luôn. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong xe và kiểm tra một số chức năng của chiếc xe này. Đây phần đồng hồ táp lô này. ABS túi khí của chiếc xe đều hoạt hiện động bình thường. Xe chạy được 14 vạn anh em nhé. Mình để máy này. Máy móc rất ok luôn nhé. Tiếp theo chúng ta kiểm tra phần bô lăng này. Bô lăng của chiếc xe rất là đẹp. Một chiếc xe gia đình thì anh em nhìn thấy là cái bô lăng của chiếc xe còn nói chung là nó qua thời gian sử dụng thôi chứ còn đâu thì nó không có bị bào mòn là bao nhiêu cả. Anh em thấy đây. Rất là đẹp luôn anh em nhé. Đấy. Rất là ok. Đây là phần táp ly, táp lô. Đây là phần cánh cửa này anh em thấy đây. Trần nỉ rất là sạch sẽ luôn. Đấy. Kính cửa điện này anh em thấy đây. Thank you.
gạt mưa phun nước của chiếc xe này, anh em thấy đây. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái phần khoang máy ra anh em nhé. Chiếc xe được trang bị gương cụp xe này, xem còn hoạt động bình thường không. Vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Chung là tất cả những cái gì mà của chiếc xe mà không hoạt động bình thường, bọn em phải chỉnh sửa cho hoạt động bình thường thì thôi, đúng không ạ? Cho anh em về chỉ việc đi thôi. Đấy, gương chính chỉnh điện này. Đấy. Ok chưa? Đấy. Điều hòa thì rất là mát rồi. Màn hình hình như có cả cam lùi luôn, đúng không ạ? À, rất là nét luôn, cam lùi đây. Đấy. Túi khí đây. Bây giờ chúng ta sẽ mở khoang máy anh em nhé. Xem cái khoang máy này nó có vấn đề gì kêu hay là vấn đề gì cò quá còn viết gì không. Quan trọng nhất là cái đấy thôi. Đâu vậy? Máy móc của chiếc xe nó rất êm anh em nhé. Vâng, đây là tổng quan tổng thành về khoang máy của chiếc Toyota Vios bản nhẹ xịn đời 2013. Đấy, nước điều hòa anh em này. Đấy, nước điều hòa chảy xuống đây. Anh em thấy là ống điều hòa này. Chính tỏa điều hòa rất là mát luôn. Máy móc rất là sạch sẽ luôn anh em nhé. Anh em thấy đây. Máy móc rất là sạch sẽ luôn. Đấy, anh em thấy. Lắp cabo chiếc xe còn nguyên zin luôn. Lắp cabo rất là sạch. Đấy, phần lắp máy cũng như là khoang máy của chiếc xe rất là ok anh em nhé. Rất là sạch sẽ luôn anh em này. Đấy. Vâng, thì vừa rồi em Toàn Anh có tỏi phòng giới thiệu cho quý vị bạn về chiếc Toyota Vios đời 2013 bản e xịn. Chiếc xe này thì bản e xịn biển Hà Nội, tên tư nhân, không taxi dịch vụ, chính chủ lữ sử dụng. Chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 338 triệu đồng. Anh em nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, em đây là Tuấn Anh ở Hải Phòng. Xin cảm ơn tất cả quý vị bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.